Liên hiệp châu Âu và NATO có thể hậu thuẫn kỳ chống Putin đến đâu? Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai, so sánh với Nga hôm nay, Trung Quốc ngày mai. Ngay từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine do Nga phát động, Liên minh châu Âu và Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã thể hiện rõ tình liên đới, ra sức hỗ trợ Ukraine trên ba bệnh viện là nhân đạo, tài chính và quân sự. Nay cuộc chiến sắp bước sang tuần thứ 9, câu hỏi đã được đặt ra là liệu sự thống nhất cao đẹp mà phương Tây đã thể hiện vẫn còn có giá trị hay là sắp bộc lộ những giới hạn? Một điều chắc chắn là cuộc chiến xâm lăng Ukraine của ông Putin đã khiến cho Liên hiệp châu Âu EU phải thức tỉnh. Khối 27 nước thành viên này đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt chống Nga chưa từng có. Việc giao vũ khí vẫn bền bỉ cho dù một vài nước có thái độ chần chừ, thậm chí là từ chối như là Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán. Có nguy cơ trở thành lực lượng thứ năm cho ông Putin ngay trong lòng khối EU. Và người ta cũng đã thấy mỗi nước tiến hành theo sáng kiến của riêng mình. Chẳng hạn như là Cộng hòa Séc với sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh đã tuyên bố giao các xe tăng của thời Xô Viết T-72 cho Kiev. Đương nhiên, chưa có gì là ngã ngũ cả, dù rằng Nghị viện châu Âu đã thông qua một số lượng lớn biện pháp Chiếu theo nỗi ưu tư của công luận, thì các cuộc mặt cả khó nhọc ở nghị viện để các sự phụ thuộc vào các khí đốt của Nga lại phản ánh một thực tế phụ phàng khác. Chưa có lúc nào mà Moscow lại kiếm được nhiều tiền như lúc này nhờ vào khí đốt do giá cả năng lượng đã tăng vọt trên thị trường thế giới. Châu Âu còn bị chia rẽ khi tỏ ra do dự về việc chấp nhận quy chế ứng viên Liên hiệp châu Âu cho Kiev, dù sự việc chỉ là mang tính biểu tượng. Dĩ nhiên là trên thực tế, Ukraine cũng chưa hội đủ tất cả các điều kiện như là việc tăng tốc thủ tục như một số nước đã nghĩ đến, lại có nguy cơ khiến cho các nước vùng Kinh cảm thấy bị hụt hẫng vốn dĩ đã trông đợi từ lâu. Những nước này cũng đã bị xem như là những thùng thuốc súng có nguy cơ phát nổ một ngày không xa. Trong hoàn cảnh này, cùng với việc phát hiện vụ thảm sát ở người ta đã tự hỏi rằng sự hậu thuẫn của Liên hiệp châu Âu và Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Putin có sẽ còn bền chặt hơn nữa hay không. Hay là ngược lại, người ta đã bắt đầu nhận thấy có sự sạn nứt hay đúng hơn là những giới hạn của sự đoàn kết đó. Bà Tara Vama, giám đốc chi nhánh Paris của European Council on Foreign Relations, đã nhìn nhận việc phô trương tình đoàn kết đó vẫn không che giấu được những điểm sức mẹ đáng lo ngại trong lòng của khối EU. Dẫu sao thì cũng có một sự thống nhất khá mạnh mẽ giữa các nước châu Âu và nhất là một sự đoàn kết xuyên đại Tây Dương. Tôi nghĩ là người ta đã không mong đợi điều đó và kéo dài như vậy Cùng lúc, người ta cũng nhận thấy có vài điểm sức mẻ trong sự thống nhất đó. Thắng lệ bầu cử của ông Viktor Orbán ở Hungary vào ngày 3 tháng 4 có một tầm quan trọng, bởi vì ông ấy đã được cho là người bên vực ông Putin nhiều nhất. Mà đâu chỉ có mình ông Putin, còn có cả Trung Quốc của ông Tập Cận Bình nữa. Điều này quả thật là gây lo ngại, lo ngại cho cuộc bầu cử của nước Pháp. Nhưng sự việc đáng lo cũng bởi vì ông Owen đã rất rõ ràng về việc ông ấy sẽ phủ quyết việc giao vũ khí và nhất là việc cấm nhập khẩu khí đốt của Nga. Frank ngày 8 tháng 4 năm 2022 Tuy nhiên, nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này đã cảnh báo, nếu như Hungary cho đến giờ chỉ là một trường hợp đơn lẻ, thì việc các chính phủ châu Âu hành động theo cảm xúc của công luận có nguy cơ bị phản đòn khi phải đối mặt với những thực tế. Còn có một mối lo lắng khác đang hình thành bởi vì những gì chúng ta thấy trong công luận châu Âu hiện nay đúng là duy trì một sự hậu thuẫn đối với Kiev. Hơn nữa, tôi nhận thấy các chính phủ châu Âu có hơi đi theo công luận theo chiều này. Nhưng điều đáng lo ở đây chính là sự tách rời có nguy cơ xảy ra giữa một bên là hỗ trợ Kiev và người Ukraine. Và bên kia là tác động của việc tăng giá năng lượng đối với người dân và nhất là nguy cơ khan hiếm lương thực. Đối với các chính phủ châu Âu, đây sẽ là một điều khó khăn. Bằng cách nào, chúng ta vừa tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng đồng thời đáp ứng được các mong đợi của người dân. NATO ủng hộ Kiev, nhưng sợ mang tiếng là bên tham chiến. Về phần của mình, Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg cũng đã kêu gọi các nước thành viên nỗ lực duy trì một sự thống nhất dài lâu, khi cảnh báo rằng cuộc chiến này có thể sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Nhà chính trị học Julian Theron tiến sĩ triết học chuyên nghiên cứu về các cuộc xung đột, hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Chính trị đã lưu ý thêm rằng, tính thống nhất, tình đoàn kết đó của EU và NATO còn bị thách thức bởi hai yếu tố khác không kém phần quan trọng. Đầu tiên hết chính là sự mệt mỏi về chiến tranh, mệt mỏi quân sự và mệt mỏi về tài chính, bởi vì các thiết bị quân sự tốn rất nhiều tiền, và hơn nữa là sự mệt mỏi về truyền thông. Người dân đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán. Hẳn là quý vị còn nhớ trường hợp của Syria, một ví dụ điển hình cho sự nhàm chán. người ta quen thuộc với cảnh tượng hải hùng và người dân đến một lúc nào đó có thể ít gây áp lực hơn với chính phủ, ít ủng hộ hơn cho chính nghĩa ukraine và những chính phủ này sẽ có thể một lúc nào đó họ sẽ bị thu hút bởi những mối bận tâm khác. đây sẽ là một yếu tố khá quan trọng. điểm thứ hai chính là người ta có thể hậu thuẫn cho chính nghĩa của ukraine đến đâu trên phương diện của sự chẳng hạn. đây từng là câu hỏi trong đầu của tất cả các nhà lãnh đạo đến dự thượng đỉnh nato. Nghĩa là chúng ta có thể gia tăng lực lượng của chúng ta hay không? Quá thật là người ta nhận thấy có một sự thống nhất lớn của phương Tây đối với Ukraine. Nhưng họ cũng đã nhận ra rằng đến lúc nào đó, điều đó sẽ phải dừng lại khi nói là có. Nhưng lại lo lắng là chúng ta đang phiêu lưu. Quý vị biết rõ đó là cuộc tranh luận về bên tham chiến. Họ lo sợ đi quá đà và do vậy họ sẽ không giao xe bọc thép và chiến đấu cơ cho Ukraine chẳng hạn. Frank Carter vào ngày 8 tháng 4 năm 2022. Thế nhưng, đối với bà Taramara, cuộc tranh luận về bên tham chiến còn mang lại cho chủ nhân điện Kremlin một cơ hội để gây chia rẽ, gây hoang mang cho phương Tây. Khi đặt khối NATO trong một nỗi lo thường trực là phải gánh lấy trách nhiệm về tình trạng hiện nay, mà theo bà trách nhiệm sự thật thuộc về ông Vladimir Putin, không ai khác ngoài Tổng thống Nga có thể ngưng một cuộc chiến tranh. Nhưng ông đã chọn không làm điều đó. Trừng phạt Nga nói dễ làm khó không chỉ tình đoàn kết bị sức mẻ trong việc giao vũ khí, mà việc gia tăng các đòn trừng phạt Nga, nhất là kế hoạch ngưng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga, cũng đang đặt khối Liên hiệp châu Âu trong trạng thái căng thẳng do những áp lực đến từ công luận. Các quan sát để ghi nhận, như là ở Ý chẳng hạn, người dân có những phản ứng rất sợ ràng. Họ xuống đường biểu tình chống chiến tranh nhiều hơn là vì Ukraine, vì dù rằng những hình ảnh ở Pucha cũng đã gây ra những làn sóng phẫn nộ. Ngoài ra, thì tại Hungary, một trong những lý do đã dẫn đến thắng lợi của ông Viktor Orbán là nhờ vào lập luận. Khi bỏ phiếu cho tôi, ít ra quý vị sẽ tiếp tục có khí đốt giá rẻ và tôi sẽ giữ cho quý vị tránh được một cuộc chiến. Và đây cũng là một giới hạn của châu Âu mà Tổng thống Nga sẽ khai thác tối đa. Theo như là phân tích của bà Taramara, đúng là có một sự sức mẻ trong tình đoàn kết của châu Âu trên phương diện trừng phạt, bởi vì có một sự bất đồng. Nước Ý quả thật bắt đầu kháng cự ngày càng nhiều hơn cùng với nhiều nước khác khi nói rằng trước đó đã có những trừng phạt rồi. Về phía nước Đức, cũng có mối lo ngại về việc nhập khẩu khí đốt khi cho rằng đã có một lệnh cấm vận. Và khách quan mà nói điều đó đang đặt nước này trong một tình thế là họ không còn khả năng sưởi ấm cho dân. Tôi tin chắc rằng ông Vladimir Putin sẽ khai thác nhiều những vấn đề này. Cuộc chiến Ukraine còn là vấn đề quan hệ quốc tế. Giờ đây, trong bối cảnh Nga tập trung gây sức ép ở phía đông của Ukraine, trong khi tình báo Mỹ gần đây đã giống chuông báo động, quân đội Ukraine hiện trong một tình trạng đáng báo động. Bất chấp các đợt viện khí tài như là cung cấp vũ khí phòng không, tên lửa chống tăng, nhưng các con số thống kê đưa ra đã cho thấy một thực trạng thảm hại của quân Ukraine. 95% chiến đấu cơ không thể tham chiến và 91% xe tăng bị phá hủy, 57 xe bọc thép chiến đấu bị hủy diệt, có 56% hệ thống phòng không bị phá tan, đó là chưa kể đến thiệt hại nhân mạng. Trong hoàn cảnh này, nhà nghiên cứu chính trị học Julian Teron đã kêu gọi châu Âu và NATO nhanh chóng cung cấp những thiết bị quân sự cần thiết, hỗ trợ người Ukraine chiến đấu. Ông đã cảnh báo cuộc chiến do Nga gây hấn giờ vượt ngoài khuôn khổ Donbass và vấn đề Ukraine. Đây còn là một vấn đề có liên quan đến việc thực thi các mối quan hệ quốc tế. Trong cách thực hành, người ta sẵn sàng chấp nhận được điều gì? Liệu họ có sẵn sàng chấp nhận rằng một tác nhân, một nước lớn hay là một nước nhỏ nào đó nói là tôi sẽ chiếm lại vùng lãnh thổ này. Bởi vì trước đó chúng thuộc về đất nước tôi và tôi sẽ sử dụng vũ lực, tôi sẽ tự cho phép mình thực hiện mọi phương cách chống lại thường dân. Hay là chúng ta sẽ nói là không? Điều đó là không thể và nhất thiết phải chống lại điều đó. Ở đây có một kẻ ghi hấn mà mục đích không chỉ đơn giản là chiếm các vùng lãnh thổ, không nên nghĩ rằng chiến sự sẽ dừng lại ở Donbass. Còn có vấn đề Mariupol, Kharkiv, rồi tới Mykolaiv không nên tin vào chế độ chuyên quyền khi họ đã nói với chúng ta rằng tôi chỉ tập trung vào vùng Donbass cùng với cách thức này sự việc không còn là vấn đề ukraine nữa ngày mai sẽ là modavi phải đối mặt với những đội quân Transnistria được cho là ở đó để bảo vệ cộng đồng nói tiếng nga trước một cuộc thảm sát từ người rumani ở rodavi và sau đó có thể sẽ đến lượt estonia cũng đang đứng trước những thách thức này do vậy theo tôi điều cốt lõi là phải bảo vệ ukraine Thưa quý vị, kể từ khi quân đội Nga đã xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, không chỉ là cuộc chiến tranh nóng Nga-Ukraine thu hút sự chú ý trên thế giới, mà những sự việc bắt nguồn từ đó cũng đã được bàn tán sôi nổi. Và điều gì đã xảy ra với Ukraine ngày hôm nay? Có sớm được phản ánh ở Đài Loan? Nếu một cách khác, khi Nga tiến quân vào Ukraine, thì liệu đang Cộng sản Trung Quốc có hành động tương tự và tận dụng cơ hội để tấn công Đài Loan? Tuy nhiên, khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đi vào bế tắc, Nga lại bị thế giới lên án, và thế giới tự do thậm chí còn áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị, khiến cho Nga gần như là trở thành trẻ mồ côi trên thế giới. Và chủ đề đã chuyển sang tình hình của Nga ngày hôm nay. Liệu đây có phải là một hình mẫu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan? Trước khi Nga sử dụng vũ lực để chống lại Ukraine, Ukraine và Đài Loan đã phải đối mặt với cùng một mối đe dọa từ các cường quốc quân sự trong một thời gian dài. Nhưng một khi chiến tranh trở thành sự thật, thì liệu Đài Loan có nhận được viện trợ từ nước ngoài hay không? Đặc biệt là liệu cảnh sát thế giới là Hoa Kỳ có gửi quân đến giúp hay không lại càng được tranh luận sôi nổi hơn. Nói chung là đa số mọi người cho rằng Ukraine và Đài Loan rất khác nhau. Sự khác biệt quan trọng là tầm quan trọng của vị trí chiến lược. Một sự thật không thể thay đổi là Đài Loan, gần như là nằm ở điểm giữa của chuỗi đảo thứ nhất, rất quan trọng đối với cả Hoa Kỳ và Nhật Bản, một khi Đài Loan bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng, thì nó sẽ trở thành một vi phạm và chủ đạo thứ hai, Hà Quai. Thậm chí là cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đều phải đối mặt với các mối đe dọa. Ông Peter Navarro, Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia Tòa Bạch Ốc, thời chính quyền Trump, đã nói về Hoa Kỳ và Trung Quốc trong chương 20 của cuốn sách năm 2015. Carlton Tiger nói về khả năng gây ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vì Đài Loan. Ông đã đề xuất 4 yếu tố một là chủ nghĩa dân tộc, hai là địa chính trị, thứ ba là hệ tư tưởng và thứ tư là chuẩn mực đạo đức. Ông Navarro đã tin rằng ba yếu tố sau đều có thể khiến cho Hoa Kỳ chiến đấu để bảo vệ Đài Loan. Nhưng ông cũng đã chỉ ra rằng bởi vì những nền kinh tế Hoa Kỳ là cực kỳ phụ thuộc vào Trung Quốc và các quan chức ở Washington cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào các khoản tài trợ chính trị lớn từ các tập đoàn đa quốc gia và những công ty này có thể thu được những lợi ích đáng kể từ nền thương mại Trung Quốc đang phát triển mạnh. Do đó mà các khía cạnh chính trị và kinh tế hạn chế sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Vì vậy mà các tổng thống Mỹ trong vài thập niên qua đã cho chính quyền Bắc Kinh đủ lý do để tin rằng Mỹ sẵn sàng hy sinh Đài Loan cho những cân nhắc thực tế về chính trị và kinh tế. Đài Loan là hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm, trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, giới hiểu rõ về sự do dự và yếu kém của Hoa Kỳ trong quá khứ, đã thúc đẩy một Trung Quốc đang quân sự hóa nhanh chóng. Điều này cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một cuộc xâm lược lớn vào Đài Loan. Vì vậy, ông Trump đã tấn công trước và trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ là khơi màu chiến tranh thương mại mà còn tiếp tục chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc vì sự thâm nhập nhiều lần của nó và tất cả các quan chức quan trọng dưới quyền đều đồng lòng đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng những gì mà ông Navarro đã nói trong cuốn sách. Sự tồn tại của Đài Loan không chỉ có tác động lớn đến đạo đức và ý thức hệ của Mỹ, mà một nền dân chủ thịnh vượng cũng có thể thúc đẩy thương mại tự do và công bằng. Và hơn thế nữa, việc bố trí quân sự của quân đội Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Thế chiến thứ hai phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong hiệp ước xung quanh chủ đạo thứ nhất, được tạo thành một tam giác chiến lược không thể thiếu phòng thủ Đài Loan là xương sống và trung tâm của chuỗi đạo thứ nhất. Ông Navarro thậm chí là còn dẫn lại lời của ông MacArthur. Đài Loan là hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm. Hàm ý là không thể nói hết được tầm quan trọng của Đài Loan. Tất nhiên thì Hoa Kỳ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Đài Loan. Điều đó cũng thể hiện rõ ràng qua hàng loạt chính sách thân thiện với Đài Loan của ông Trump vào thời điểm đó. Mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến thương mại của ông Trump là chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc, là cải cách cấu trúc của Trung Quốc, tức là từ bỏ chế độ độc tài và hướng tới một hệ thống dân chủ tự do. Mặc dù chính quyền Biden vẫn duy trì giọng điệu chống đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sức mạnh của nó đã bị suy giảm và yếu đi rất nhiều. Điều này đã cho đảng Cộng sản Trung Quốc một cơ hội vực dậy. Ngay cả khi chính quyền Biden bán vũ khí cho Đài Loan và tiếp tục cử đại diện đến thăm Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan, cũng như là tàu chiến Mỹ tuần tra trên eo biển Ấn Độ-Thái Bình Dương thường xuyên hơn. Điều đó có nghĩa là để cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên hành động hấp tấp chống lại Đài Loan. Nhưng điều đó vẫn không làm cho mọi người cảm thấy yên tâm. Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Tòa Bạch Ốc đã nói rõ rằng quân đội Mỹ sẽ không can thiệp trực tiếp. Điều này chắc chắn là đặt ra một câu hỏi liệu Mỹ có đứng yên nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan hay không. Tuy nhiên, khi Nga xâm lược Ukraine và muốn nhanh chóng giành chiến thắng, nhưng đã không ngờ lại xa vào vùng lầy sau khi Tổng thống Ukraine đã tuyên thệ là bảo vệ đất nước và đã kêu gọi người dân Ukraine bảo vệ tổ quốc. Không chỉ là đất nước Ukraine đoàn kết, dũng cảm để chống lại Nga, mà còn cả các nước phương Tây cũng đã đứng vào hàng ngũ để ủng hộ Ukraine, dù họ đã không can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Singapore đã cùng sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, trừng phạt tài chính và trừng phạt cá nhân từ quốc phòng, công nghệ, tài chính đến năng lượng. Mặc dù nó làm tổn thương người khác và cũng đã làm tổn thương chính mình, nhưng đòn giáng đối với Nga là rất lớn. Nhiều nhà quan sát đã tuyên bố rằng Nga đã thua trong cuộc chiến và họ chỉ đang tìm cách để có một bước đi để giữ thể diện. Bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine Ông Francis Fukuyama, một nhà kinh tế chính trị nổi tiếng thế giới, đã viết một bài báo ngay sau khi chiến tranh Nga-Ukraine đã bắt đầu để phân tích xu hướng cuộc chiến cho rằng quân đội Nga đang bị mắc kẹt bên ngoài các thành phố khác nhau của Ukraine. Đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng, và các cuộc tấn công quân đội của Ukraine. Đồng thời, Thẳng Thắng nói rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong thất bại và chiến tuyến có thể là đột ngột sụp đổ. Ông đã chỉ ra rằng cuộc chiến này đã dạy cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một bài học kinh nghiệm. Trung Quốc và Nga đã xây dựng lực lượng quân sự có vẻ là công nghệ cao trong 10 năm qua, nhưng họ không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế và cả hai đều thiếu kinh nghiệm trong quản lý hoạt động của lực lượng không quân. Quân đội Trung Quốc có thể lặp lại thành tích kém cỏi của không quân Nga ở Ukraine. Và trong tương lai, khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tính đến việc xâm lược Đài Loan, thì họ có thể không đánh giá quá cao khả năng của mình như Nga. Ông cũng đã cho rằng việc Ukraine chống lại Nga đã tạo cho Đài Loan một nguồn cảm hứng tốt. Ông đã hy vọng rằng bản thân Đài Loan nhận thức được sự cần thiết phải chuẩn bị cho cuộc chiến như là Ukraine. Nhận xét của ông Fukuyama khá phù hợp và hai ẩn dụ Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai và Nga hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày mai cũng có ý nghĩa. Câu hỏi đặt ra là liệu Đài Loan và Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể học được gì từ cuộc chiến Nga-Ukraine hay không? Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tồn tại, khả năng sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan sẽ không biến mất, ngay cả khi chiến tranh Nga-Ukraine dội gáo nước lạnh vào đầu và nhận ra rằng xâm lược Đài Loan là khó hơn nhiều so với xâm lược Ukraine. Thêm vào đó, nền kinh tế suy thoái, dịch bệnh đang hoành hành, đấu tranh chính trị nội bộ gây gắt, làm phát trầm trọng, thu nhập của người dân bị giảm sút đáng kể. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ vẫn phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan bằng mọi giá để rồi cùng nhau diệt phong. Vì vậy mà không được coi nhẹ Đài Loan và có ý tưởng dùng quân sự để thống nhất Đài Loan. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ về các lệnh trừng phạt toàn cầu. Xét cho cùng thì người dân Đài Loan đã biết tương đối rõ ràng về Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã quen với mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng đã biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc tấn công Đài Loan hoặc là sử dụng vũ lực và sẽ đánh giá lại các kế hoạch của mình dựa trên những thông tin mới liên tục thay đổi. Sau chiến tranh Nga-Ukraine, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tăng cường thu hút những người ủng hộ thống nhất hòa bình ở Đài Loan, đồng thời cũng sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Ngay khi chiến tranh Nga-Ukraine đang bùng phát, Đài Loan đã xem xét lại cách tự vệ trước sự xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã có rất nhiều cuộc tranh luận về vũ khí, chiến thuật quân sự và thậm chí là liệu có nên kéo dài thời gian phục hồi hệ thống nghĩa vụ quân sự. Đài Loan tích cực tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. Các cuộc thăm dò mới đã cho thấy có 70% hoặc là hơn 70% người trưởng thành Đài Loan đã ủng hộ việc kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới Đài Loan thêm 4 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng đã cho biết trên từ lập pháp vào ngày 23 tháng 3 rằng một nhóm công tác đã được thành lập để nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian tuyển dụng lên 12 tháng. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, các cuộc tập trận ứng phó thảm họa hàng năm do quân đội Đài Loan điều phối sẽ lần đầu tiên bao gồm các kịch bản thời chiến. Tờ lập pháp và các phương tiện truyền thông gần đây cũng đã thảo luận về các chiến thuật chiến tranh kiểu du kích và các loại vũ khí được Ukraine sử dụng để giúp cho quân đội các nước nhỏ tránh bị các lực lượng lớn áp đảo nhanh chóng. Một số chuyên gia an ninh đã cho biết, Kinh nghiệm của Ukraine đã cho thấy một tầm quan trọng của việc dự trữ vũ khí. Trong khi Ngoại trưởng đã cho biết, Đài Loan sẽ công bố thêm các thỏa thuận vũ khí với Mỹ. Chiến tranh Nga-Ukraine rõ ràng là đã chạm đến thần kinh của người dân Đài Loan và những cuốn sách, sách tự lực về cách sống sót sau chiến tranh đã nằm trong danh sách bán chạy nhất. Bà Hishaw Bikhim, đại sứ tại Hoa Kỳ, đã viết trên tờ Washington Post vào ngày 25 tháng 3 rằng sự kiên cường của Ukraine đã truyền cảm hứng cho Đài Loan và ý chí bảo vệ Đài Loan cũng như là lối sống dân chủ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà đã nói rằng quyết tâm bảo vệ tự do và dân chủ của người Ukraine đã khích lệ và truyền cảm hứng cho người dân Đài Loan. Trên thực tế, những tuyên bố này là những gì mà các cuộc thăm dò dư luận Đài Loan đã cho thấy, và hầu hết là người dân Đài Loan đều không tin rằng Hoa Kỳ sẽ gửi quân đến bảo vệ Đài Loan. Xây dựng sức mạnh của bản thân mới có thể tự lực, nhân lực và thần lực. Người Ukraine đã trình diễn với kịch tự lực, nhân lực và thần lực và ta không thể thắng chính trong cuộc chiến nga ukraine và họ cũng đã mang đến cho Đài Loan một nguồn cảm hứng quý giá nhất. Trong một thời gian dài, trong nội bộ Đài Loan đã có bầu không khí phòng ngự tỏ ra nhu nhược, nhược và chủ nghĩa yếu thế. Ngoài ra, viện trợ nước ngoài, đặc biệt là viện trợ của Mỹ, càng được mong đợi hơn. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, lại có tâm lý thỏa hiệp, nhất định phải ký hiệp định hòa bình để bảo đảm hòa bình. Tuy nhiên, sau chiến tranh Nga-Ukraine, người ta có thể thức tỉnh nhận ra rằng không thể theo đuổi thỏa hiệp. Thỏa hiệp không thể đổi lấy hòa bình. Từ bỏ chủ nghĩa phòng ngự, thực hiện chính nghĩa, tự cứu mình, cứu nước. Tự nhận thức rằng chỉ có sức mạnh mới đem lại hòa bình và ra sức tự cường. Vì vậy mà người dân Đài Loan nên ngừng tranh cãi và nhanh chóng nhận ra một thực tế rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực và lưu đảo không lưu người không phải chỉ là nói suông. Hãy nhớ câu ngàn ngữ xưa, đoàn kết thì sống, chia sẻ thì chết. Đoàn kết nội bộ và nâng cao sức mạnh dân tộc. Hãy cứu lấy tương lai của chính mình và nắm lấy vận mệnh của Đài Loan trong tay của chính mình. Kính thưa quý vị, một tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bóng mật và tâm đồng người dùng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình xin chúc sức khỏe và bình an hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo